chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đại lộ Bình Dương. Hôm nay em sẽ dẫn các anh chị các bạn đi một vòng cái đại lộ Bình Dương này ha. Hôm nay chúng ta có một ngày để làm việc ở đây, và sẵn đây xong việc em cũng dẫn các anh chị các bạn chúng ta cùng đi một vòng ở trên con đường đại lộ Bình Dương này. Theo thẳng hướng camera này chúng ta đang đi, đó là chúng ta đi về Sài Gòn, và ngược lại mình sẽ đi sâu vô tỉnh Bình Dương nữa ha. Hiện tại đây là Thủ Dầu Một, thành phố Thủ Dầu Một. Đối với Bình Dương thì ngày nay có rất là nhiều cái công trình mới mọc lên, rất là nhiều nhà mới, hạ tầng ở đây rất là thay đổi nè. Nếu các anh chị các bạn xa Sài Gòn, xa Việt Nam, lâu năm mà đã từng đến Bình Dương thì bây giờ mình thấy những cái cảnh đường phố, nhà cửa, cửa hiệu rất là nhiều luôn. Giá nhà, giá đất ở đây rất là cao. Đây là cái thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. Khu này mật độ dân số thì theo em tìm hiểu thì khoảng hơn 500.000, hơn 500.000 người. Ở đây rất là nhiều dịch vụ xe hơi nha, làm đèn xe nè, rửa xe, đánh bóng xe nè, rất là nhiều trên đại lộ này. Ở đây thì tỷ lệ đô thị hóa thì khoảng 90% hơn, không còn đồng trống như ngày xưa nữa ha. Vị trí này chúng ta đang đi đây cách Sài Gòn khoảng 30 km. Theo hướng này thì chúng ta sẽ về cầu Bình Triệu á, đi một đoạn một thẳng một hướng này thôi. Tất nhiên là hôm nay chúng ta không có đi thẳng, đi bộ hết đâu ha. Mình chỉ đi một đoạn đến cái đường Thích Quảng Đức bên kia thôi. Không, Thích Quảng Đức thì phía sau lưng chúng ta. Nãy mình đứng ngay điểm bắt đầu là giao lộ Thích Quảng Đức và đại lộ Bình Dương. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái ngã tư đằng kia, rồi mình sẽ quẹo phải đường Ngô Gia Tự ha. Ở khu vực này ăn uống thì có cái quán, theo em tìm hiểu thì có cái quán nhà hàng Tân Lạc Viên, cà phê Mộc, rồi quán cơm niêu Đồng Quê, quán Tư Nhớ. Thì chút nữa mình sẽ đi vô cái quán Tân Lạc Viên ha. Nổi tiếng cái món gà tiềm ớt hiểm. Ở đây nhà mới xây lên rất là nhiều luôn nè. Các anh chị thấy tất đất là tất vàng ở khu vực này. Nhân tiện đây thì em cũng dẫn các anh chị bạn đi một vòng để chúng ta có dịp nhìn lại thành phố Bình Dương, ủa thành phố Thủ Dầu Một ngày nay. Một số thông tin hình ảnh chia sẻ cùng anh chị, nếu mình có cần đi lên đây xem địa thế mua đất thế nào thì đây trên con đường đại lộ Bình Dương này chúng ta cũng hình dung được cái hạ tầng ở đây ha. Nhà rất là nhiều tòa nhà mọc lên, gần đây có khu công nghiệp VSIP nữa nè, Việt Hương nè, đó mấy khu công nghiệp lớn phục vụ cho các nhà máy, rất là nhiều nhà máy ở đây, và cái và ở đây cũng là cái nơi mà an cư lạc nghiệp của rất là nhiều người ở các tỉnh khác đi đến đây để lập nghiệp. Bình Dương là một nơi đất, vùng đất mới cho họ. Ở đây đa số là
người ở các tỉnh khác lên đây họ làm ăn. Ở khu vực này cũng có Ráp đó nha, Ráp Go Việt, không thấy Go Việt, thấy Ráp à. Thấy Ráp chạy xe ôm á, Ráp Food, Ráp giao hàng. Đây chúng ta thấy có cái tòa nhà nè, BK Med Tour, cái tòa nhà màu xanh xanh này. Đối với việc lang thang đi bộ này cũng là nhiều khi cũng là cái thói quen nha. Em thấy rảnh rỗi thì xong việc rồi mình lại nhớ đến các anh chị và các bạn, không quay phim thì không được đó. Theo thành cái thói quen, một cái niềm vui khi được chia sẻ đến tất cả anh chị và bạn những cái hình ảnh khi mà mình quay nè. Thấy nhiều cái nhà hàng mở lên rồi, nhiều thông báo tuyển dụng nè. Chắc các bạn thấy cái mức lương ở đây nè, thợ hồ 20 người 450.000 một ngày, thợ sơn 460 một ngày, thợ phụ hồ nam 350, nữ 320 đó. Phụ hồ thôi là một tháng là hơn 10 triệu rồi, nữ thôi nha, coi như không biết gì hết, một tháng cũng hơn 10 triệu rồi. Nếu có việc làm đều mỗi ngày bởi thành ra ở đây cái mức sống, mức lương cũng rất là cao, nên nhiều người đi đến đây để lập nghiệp. Ở đây thì là cục hải quan Bình Dương. Đây có đây là ngã tư đại lộ Bình Dương và Thích Quảng Đức. Đây có bánh lá dứa, đây lại hỏi thử ha, xem bánh lá dứa đây có khác Sài Gòn gì không ha. Bánh lá dứa hả, còn không, bao nhiêu một cái? 25 ngàn. Một cái bự vậy hả? Dạ. Mua nửa cái được không? Nó dứa là sao ta, giống bánh bò vậy? Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. À bánh bò hả? Ủa sao đây bánh lá dứa là bánh dừa lá dứa. Lấy anh một cái này đi. Cảm ơn em. Anh bỏ vô vỏ đi. Hết rồi hả? Dạ hết rồi. Sao tiền má? Đúng rồi, quên. Chúng ta đi tiếp tục một đoạn nữa ha. Rồi mình sẽ quay về Sài Gòn luôn. Ở đây em thấy có mấy anh Go Việt đó nha, chứ không phải là Ráp không. Thì ở đây nãy mình đi con đường lớn rồi, có cái chị đó bán bánh dừa lá dứa. Mình đi một đoạn cái đường nhỏ bên trong. Con đường này là ở đây tên đường họ để không có rõ lắm, tại vì không quen thôi. Đường Ngô Gia Tự mình không quen thôi, chứ ở đây do người ta nhìn quen, còn mình nhìn cái tên đường ở Sài Gòn quen rồi. Cái con đường nhỏ này thì cũng rất là phát triển. Chúng ta thấy nhà cũng dạng biệt thự, yến xào tây hồ, rất là nhiều nhà ở đây. Có một vài căn nhà xưa ở đây nè, cũng rất là hiếm nhà xưa ha, thì đa số là nhà mới không thôi. Hôm nay chúng ta trải nghiệm đi một vòng thành phố Bình Dương, rồi chút nữa mình sẽ đi vô cái quán ăn cũng gần đây luôn nè. Nếu các anh chị các bạn ở Sài Gòn mà muốn đi đến đây thì mình đi thẳng quốc lộ 13 xuống cầu Bình Triệu,
đi thẳng và đến đường Ngô Gia Tự chúng ta quẹo trái rồi. Ở đây là phường Chánh Nghĩa. Rồi đi quẹo trái xong có cái đường D chúng ta quẹo phải vô. Sẽ đến cái quán gà tìm mất hiểm. Con đường này thì có rất nhiều nhà hàng nha, nhà hàng Danh Nguyên. Nhà hàng này chắc to của người Hoa Đài Loan. Chi Food. Đây có bánh xèo nè. Rất là nhiều hàng quán ăn uống ở đây. Đi rồi. Đây có những con hẻm mà đi thông ra Thích Quảng Đức luôn nè. Đường Thích Quảng Đức thì là cái đường song song với đường Ngô Gia Tự này. Bên đây có cái chùa Thanh Long 42/23 Ngô Gia Tự. Chùa này chắc rất là lâu rồi. Nhìn cái bảng này chúng ta biết chùa xưa. Mình đi tí nữa có con đường quẹo phải vô. Khu này cũng còn mấy cái khoảng đất trống nên thành ra đô thị hóa hơn 9% rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Như thành phố này sẽ đô thị hóa 100%. Có con đường nhỏ nữa nè. Mình quẹo vô con đường nhỏ thử ha. Đường ở đây dốc rất là cao. Mình thấy ở đầu kia là cái dốc cao lên ở giữa nè. Nó giống như mình đi lên đồi. Ở đây có nhà máy nước đá. Không phải nhà máy mà là người ta bán nước đá đó. Ở đây đất trống rất là nhiều luôn. Đất VSIV 599 triệu. Một nền. Mà chắc có lẽ không phải 599 đâu. 599 cộng với cái giá trị sổ nạp vô ngân hàng thì thành ra chắc cũng phải tỷ mấy. Vô con đường này thì yên tĩnh. Hồi nãy mình đi đại lộ rồi vô đường Ngô Gia Tự rồi mình vô đường nhỏ nữa. Cái khu này thì mới quy hoạch thôi. Nhà mới xây lên này nè. Trong đây ngày xưa chắc không có nhà. Ngày sau này họ mới phân lô bán nền rồi xây nhà lên rồi tạo nên con đường. Nghĩa là người ta sẽ quy hoạch một khu đó trước rồi mới có nhà mọc lên. Nhưng mà đối với ở nước ngoài thì nếu mình quy hoạch thì điện nước là phải trước. Rồi dây nhợ đồ mình gói xuống đường âm dưới hết. Còn ở đây quy hoạch chỉ là cái đất thôi. Rồi còn cái dây nhợ đồ mình kéo sau. Nên thành ra mình thấy dây nhợ rất là lòng thòng. Ở nhiều nơi luôn chứ không phải nơi này không. Nhà có hàng cây rất là mát mà.
yên tĩnh. Nếu mà ở đây mình mua về mình ở thì yên tĩnh lắm, cũng không xa Sài Gòn lắm, mà chắc sẽ không có rẻ. Đây có tiệm tạp hóa nữa. Rồi một số hình ảnh ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mình đi trên cái đại lộ, rồi mình đi vô những con đường nhỏ để gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp mình nhìn lại cái thành phố Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương ngày nào. Bây giờ nó cũng không thua kém gì các thành phố khác ha. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau trong cái nhà hàng gà tiệm bất hiểm ha. Đây xe hơi rất là nhiều ha, đây biệt thự nhiều lắm. Đây có trường tiểu học Trần Phú, trường học ở quê nè. Ở quê so với Sài Gòn, chứ ở đây là thuộc thành phố rồi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.